Lucky ngày hôm nay. Lucky hôm nay cân thử là Lucky đã được 10 cân. Nhưng mà không may Lucky lại bị nấm, một cái nấm ở chân. Lucky nằm xuống nè. Đúng rồi, ngoan lắm. Nghiêng nè. Nào, nghiêng nè. Đúng rồi. Đây. Lucky bị một vết nấm ở chân. Đã bôi còn iốt rồi. Hôm nay vết khô rồi. Phát hiện ra cái vết nấm này khi tự nhiên thấy Lucky đi tập tễnh. Vòng cổ của Lucky hôm nay cũng hơi chặt rồi đây này. Mấy chị em nó mà con like thì được lên video nhiều, Lucky hôm nay mới được lên. Lucky có mấy tí? 1, 2, 3, 4, 5, 10 tí. Xem nào, Lucky nằm ra đây xem nào, xem Lucky dài bao nhiêu rồi. Đây, viên gạch người nào, viên gạch 50. Nào, nằm ra. Viên gạch hoa nó dài 50. Lucky thừa ra nguyên từ cổ lên. Bế thì nhẹ nhẹ mà cũng 10 cân rồi. Cái mông này thì không lệch đâu được mông của con của bố Bruno rồi. Mông vuông. Bruno di truyền rất là tốt ở cái thể hình. Người con chó tương đối là dài, cao và cái mông vuông, vuông mông. Cái này nó mang tính chất là khung xương. Các bạn sẽ nhìn thấy nhiều con chó là cái mông của nó dốc, nhưng họ nhà Bruno thì cái mông của nó vuông. Lucky màu mảng rất đẹp, màu mảng tốt. Cái này là từ bé nó đã sậm màu rồi. Lucky là con chó tiêu chuẩn, một con chó giống để đi thi. Mà nếu mà tình hình mà cái có cái vết nấm này thì sẽ phải chờ vết nấm khỏi thì mới có thể là cho chủ đón được. Lucky thì tìm chủ, đàn này là có 3 con. Trại cũng muốn giữ lại cả 3 con nhưng mà không có chỗ để mà nuôi nhiều như vậy. Cho nên là 2 con sẽ tìm nhà mới cho 2 con, giữ lại 1 con thôi. Với cái đàn chó con này thì với một cái con cái giống rất là tốt như là Lucky hay là Lai thì về sau các cái con chó con trại sẽ bao đầu ra. Tìm chủ cho đàn chó này thì trại sẽ ưu tiên những cái bạn mà nuôi có thể là chưa nuôi con chó nào, để con chó nó về nó được chăm sóc đầy đủ tình thương. Hoặc là những cái người mà nuôi chỉ nuôi một con thôi. Nếu mà các trại mà hỏi mua thì rất là xin lỗi các bạn là Gobi sẽ không bán. Bản thân trại mình nuôi chó thì có tổng cộng là 4 người chăm chó. Nhưng mà các cái con chó nó vẫn sẽ không được đầy đủ tình cảm như là nuôi theo kiểu gia đình.
thành ra là sẽ ưu tiên cho chúng nó là sẽ ở với lại các bạn nuôi ít chó thôi, thì chúng nó sẽ được đầy đủ cái tình cảm, là một cái ngôi nhà thực sự cho chúng nó, chứ không muốn là chúng nó lại rơi vào cái cảnh thiếu thốn tình cảm. Thực ra khi mà trại đã nuôi rồi ấy, thì những cái con mà đã nuôi rồi gắn bó thì lại không có nỡ mà để mà nhường nó đi sang nhà khác, mà giữ nó lại thì lại nhà nhiều chó quá thì lại chúng nó lại bị thiếu thốn tình cảm. Đấy là cái mà nó cũng rất là dở dang, cho nên là cũng không dám giữ lại nhiều. Chứ còn nếu mà như bình thường mà những cái đàn chó như đàn này thì là sẽ giữ lại để gây giống. Nhưng chỉ giữ một con thôi. Và nếu mà bình thường như hiện tại bây giờ thì có thể hoàn toàn có thể giữ lại cả ba con được. Nhưng mà như thế là đấy, là cái vấn đề là khi mà nhiều chó quá thì con chó nó sẽ bị thiếu thốn tình cảm. Và không muốn cái điều ấy là nó xảy ra. Thành ra là cái đàn này là sẽ chạy tìm chủ cho hai con, mang tính chất như là hợp tác thôi. Con chó thì sẽ là con chó của các bạn, nhưng mà về sau khi mà chó con nó sinh ra thì trại sẽ hỗ trợ cả việc chăm sóc tất cả các thứ, hướng dẫn hay là tìm đầu ra cho chúng nó, để tìm cho chúng nó những cái gia đình, chứ không phải là tìm cho chúng nó những cái người chủ hờ. Ở chủ hờ đây là nuôi một thời gian rồi bán ấy. Cái đấy thì nó sẽ rất ít xảy ra với lại chó của trại. Bởi vì thực sự là tìm chủ cho chúng nó. Nên là rất nhiều người có hỏi. Nhưng cũng xin lỗi các bạn là qua cái video này thì cũng nói luôn là Gobi không muốn những cái con chó của mình bị đổi chủ. Thành ra là nếu mà các bạn mà nuôi nhiều chó thì Gobi sẽ không bán cho các bạn. Nhưng có một số trường hợp đặc biệt, thì các bạn vẫn muốn gắn bó với một cái con chó của Gobi thì có thể là sẽ có cái ngoại lệ. Nhưng bình thường mà nói, nhìn chung là Gobi sẽ không bán cho các bạn mà nuôi nhiều chó. Bởi vì con chó nuôi nó không thể nuôi nó như là con gà hay là con lợn được. Cái điều ấy thì Gobi vẫn nói. Con chó nó có tình cảm. Nó cần một cái sự giao tiếp với con người, với chủ. Và nó cần một ngôi nhà. Mỗi một cái loại động vật thì nó có những cái khác nhau. Riêng với con chó thì cái người chủ là rất quan trọng với chúng nó. Vui buồn của con chó là nó phụ thuộc rất nhiều vào người chủ nhỉ. Taki nhỉ. Taki, thế anh nói có đúng không? Thế anh nói đúng không? Đấy thì đây là Lucky, con của Bruno và Satina. Thấy quay video mà đang nói là nó ngồi im nó xem, rất hợp tác. Nhà mà có chỗ đủ rộng thì giữ lại hết. Mà bởi vì là cái số lượng nó có hạn và cái tình thương thì nó không chia sẻ quá nhiều được. Cho nên là sẽ tìm nhà cho, tìm chủ cho Lucky và Light. Đàn này ba đứa sẽ giữ lại con Limit để gây giống, giữ lại được một con thôi. Thì các bạn ai mà yêu Lucky hay là Light thì các bạn liên hệ với để số điện thoại hoặc là Zalo của trại là số 0981115000 các bạn nhé. Rồi Kỳ ngồi dậy đi. Thôi được, ngồi thế. Lucky chào mọi người nhé. Nào nhìn vào đây nào.
Ducky xin chào mọi người. See you again.